Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để kiểm điểm tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và bàn phương hướng nhiệm vụ tháng 8. Ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có ông Lâm Hoàng Nghiệp, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tính đến cuối tháng 7, toàn tỉnh có trên 58% diện tích trồng lúa đã thu hoạch với sản lượng 1,28 triệu tấn. Trong đó, sản lượng lúa đặc sản lúa thơm các loại chiếm trên 56% sản lượng lúa của toàn tỉnh. Diện tích trồng màu và cây công nghiệp ngắn ngày tăng, tình hình tiêu thụ lúa, rau màu và cây ăn trái tương đối thuận lợi với giá cả đều tăng. Tổng đàn gia súc tăng, tình hình tiêu thụ ổn định. Tính đến cuối tháng 7, toàn tỉnh đã thả nuôi gần 43.000 hectare tôm nước lợ, trong đó diện tích tôm thiệt hại giảm so cùng kỳ, chiếm 4,73% trong tổng diện tích thả nuôi. Giá tôm thẻ tăng so với cùng kỳ từ 11 đến 22.000 đồng một ký. Sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, xuất khẩu hàng hóa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 7 tăng trên 35% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm đạt 935 triệu đô la Mỹ, tăng trên 23% so cùng kỳ. Lĩnh vực du lịch phục hồi mạnh mẽ với tổng lượt khách tham quan du lịch tăng 33 lần. Doanh thu từ dịch vụ du lịch tăng trên 44 lần so với cùng kỳ. Trong tháng 7, toàn tỉnh có 37 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, 8 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên trên 4.000 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 52.650 tỷ đồng. Bên cạnh các kết quả đạt được, giải ngân vốn đầu tư công vẫn là nút thắt đặt ra tại phiên họp thường kỳ lần này. Tính đến giữa tháng 7, tiến độ giải ngân vốn được Thủ tướng giao đạt trên 33,5% kế hoạch, vốn tỉnh giao bổ sung đạt 28,53%. Con số này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng cần sự nỗ lực nhiều hơn khi vẫn còn 18 đơn vị tiến độ giải ngân không đạt cam kết. Tại buổi làm việc, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và cam kết giải ngân đạt tiến độ đến cuối năm được các địa phương trao đổi thẳng thắn. Vốn đầu tư công và quyền quản lý đó thì báo cáo với lãnh đạo tỉnh đó là đối với nguồn vốn này là 94 tỷ 460 triệu đồng. Thì đến nay đó thì tập trung của huyện đã giải ngân là đạt 83%. Thì cái này là huyện xin cam kết với lãnh đạo ủy ban tỉnh là từ đây đến cuối năm thì các cái dự án mà của huyện là sẽ thực hiện cái giải ngân đúng theo cam kết, tức là đến 31 tháng 12 2022 là huyện giải ngân đối với 45 dự án khởi công mới và 11 cái dự án trực tiếp thì sẽ đạt cái kết quả là chúng ta giải ngân được 100%. Qua 7 tháng cho thấy số ca mắc tay chân miệng và sốt xuất huyết trên địa bàn đều tăng cao, tình hình tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí. Đây là những khó khăn đặt ra. Chỉ tính trong tháng 7, toàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông làm chết 9 người và làm 7 người bị thương. Giải pháp kiềm chế tình trạng này được kiến nghị tại phiên họp. Cấm biển báo giảm tốc độ. Chứ còn bây giờ không có cấm biển báo giảm tốc độ thì nó chạy quá. Thì thành ra ảnh hưởng đến tai nạn giao thông. Mà là cái cảnh sát giao thông của tỉnh mà nó không có cấm biển báo giảm tốc độ thì cũng ra thì cũng đâu có tuần tra kiểm soát được, đâu xử lý nó được. Do đó thì thấy các cái tỉnh bạn lân cận như Bạc Liêu là bây giờ nó là gắn camera lập hành trình chạy vượt tốc độ thì nó thông báo cho các phạt nguội rồi, còn mình thì cái quốc tuyến bộ vậy mà chưa có cấm biển báo thì tôi thấy cái này tôi đề nghị các ngành chức năng cũng nên quan tâm. Kết luận hội nghị, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, những kết quả tích cực trong 7 tháng qua mà tỉnh đạt được là nhờ sự tập trung lãnh chỉ đạo của từng ngành, từng địa phương, qua đó cho thấy tín hiệu tích cực trong phục hồi kinh tế của tỉnh ta. Tuy nhiên, trong bức tranh tổng thể vẫn còn rất nhiều khó khăn hạn chế, giải ngân vốn đạt khá, nhưng vẫn còn 18 đơn vị giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị này cần quyết liệt hơn, toàn tỉnh phấn đấu từ nay đến ngày 30 tháng 9, giải ngân vốn đầu tư công phải đạt trên 60% và cuối năm đạt 100%. Tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương và từng sở ngành bám sát kịch bản tăng trưởng kinh tế, phấn đấu cuối năm nay tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt trên 7%. Để đạt được con số tăng trưởng này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đặc biệt lưu ý đến công tác tháo gỡ khó khăn cho hoạt động các doanh nghiệp trên địa bàn. Không gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, nhất là trong hoạt động kiểm tra, giám sát. Báo cáo đồng chí thì vai trò của doanh nghiệp rất là quan trọng. Nếu mà doanh nghiệp phát triển tốt thì góp phần tăng trưởng rất là lớn cho tỉnh, góp phần an sinh xã hội, giải quyết được cái công ăn việc làm, nguồn lao động cho người dân, rất là ý nghĩa.
cho nên rất mong các sở ngành địa phương phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để ủng hộ cho các doanh nghiệp phát triển. Sở Kế hoạch Đầu tư đề nghị các đồng chí chủ động tham mưu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp mặt doanh nghiệp lần 2 năm 2022. Phải làm sao cho hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức đến gặp mặt nói chung, nói xong rồi về. Cần phải xem xét giải quyết dứt điểm đến nơi đến chốn những khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp. Đánh giá sau mỗi lần họp mặt có gì tiến bộ hơn so với lần trước. Chứ để không khéo vậy, cứ hàng năm chúng ta làm theo kiểu thông lệ, một năm lần hai lần họp mặt xong rồi cũng không giải quyết được vấn đề. Mà chúng ta làm sao phải cố gắng cải thiện, mỗi lần họp mặt là phải có sự tiến bộ hơn. Và nghiên cứu phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt từng nhóm doanh nghiệp theo chuyên đề, chuyên ngành, từng lĩnh vực để có thời gian trao đổi, tháo gỡ những khó khăn. Hoặc có thể thành lập đoàn công tác do ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đến gặp các doanh nghiệp để lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp. Đối với dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh cần phấn đấu từ nay đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 phải khởi công, vì vậy rất cần các sở ban ngành có liên quan và các địa phương có dự án đi qua nỗ lực quyết tâm quyết liệt. Từng địa phương thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc, tổ tuyên truyền và tổ giải phóng mặt bằng. Liên quan đến giá xăng giảm nhưng giá cả một số mặt hàng vẫn chưa giảm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành quản lý cần có giải pháp tăng cường công tác kiểm tra cả về giá cả thị trường và giá niêm yết cước vận tải.